mua hàng trên mạng giá rẻ, nó là như vậy, không trách được ai. What the hell? Trong quá trình mua một cái đồng hồ 99k, điều đầu tiên các bạn sẽ được hưởng đó là một cục pin chết. Điều thứ hai các bạn sẽ được hưởng đó là một bộ que đo đồng hồ không có đầu để đo. Chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một mã đồng hồ Tùng mua thử ở trên mạng về làm mẫu. 99k, một cái đồng hồ điện tử để các bạn đo. Viễn tưởng không? Thực sự là có những cái đồng hồ mà mình bán nó lên hơn 4 triệu, nhưng đây có lẽ là cái đồng hồ rẻ nhất là mình mua thử về mình dùng. Và bạn nào cần nhé, mà gần nó 2 thì bạn qua mà lấy 99k. Và thực sự nó vẫn còn nguyên trong túi và mình chưa test. Và cũng nói luôn là sau này mình sẽ không bán mã đồng hồ này. Vì một sản phẩm 99k mà bán ra thị trường và cái vận chuyển Việt Nam ấy, và vài ông đặt hàng bom thì thà không bán còn hơn. Cái lãi suất của một cái đồng hồ 99k này thực sự là để mà 10 đơn bị một đơn lỗi vận chuyển thì không hòa được. Vì vậy là mình sẽ không làm cái này. Đặt hàng, vì vậy là các bạn nhớ nhé, mua hàng trên mạng mà những cái hàng rẻ tiền các bạn nhớ mua hàng có tâm một chút, không phải là đặt cho con người yêu sướng để nhục. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test tên thương hiệu thì chưa thấy trên đời bao giờ, đó là Easy A80AL, được chưa ạ? Ở đây chúng ta thấy là nó có thang đo xoay chiều 200V, 500V. Thang đo một chiều là từ 2V đến 500V. Thang đo mê thì có từ 200 thang tít này, đo thông mạch cho đến thang 200 mê. Nói trắng phớ ra là bất kể những cái đồng hồ nào dưới 1 triệu hoặc tầm 2 triệu có chức năng gì thì cái thằng 99.000 này nó có chức năng đó. Có nghĩa là đơn giản là ít tiền nhưng đéo chịu thuộc kèm bố con đằng nào, chính là bản thân cái đồng hồ này. Pin ở đâu? Pin ở đây. Bây giờ mà không có pin là chúng ta sẽ phải tốn thêm vài nghìn tiền mua pin. Nguyên hình vạn trạng mình đặt như này. Con này thì pin lởm nhá, cam đoan với các bạn. Sao có pin mà lại không lên? Pin còn đấy nhá, sao có pin lại không lên? 99.000 đã về với đất tổ rồi. Mày cho anh mượn cái đồng hồ mày đo xem viên pin nó còn hay không. Như quảng cáo, mua cái đồng hồ này sử dụng thì chúng ta phải mua thêm cái đồng hồ này để đo pin. Và bây giờ nếu hết pin thì thực sự là trong nhà cũng không còn cái pin này nữa. Hết nhá các bạn nhá. Chúng ta chưa sợ vấn đề bom biết gì cả. Bom vẫn chưa nổ, mà bom này nổ thì không phải là 911. Pin này 9V và chúng ta đo chỉ được có là 1,2V. Cái đấy không thể trách được người bán đấy các bạn nhé. Vì nó nguyên đai nguyên kiện trong hộp và nó còn bọc. Và những cái cục pin này này thì thường một nó là pin nởm, hai là nó đã đút sẵn trong máy. Vì vậy là nhớ độ khoảng 5, 10, 15, 20 năm năm không bán được thì nó hết là chuyện bình thường nhé. Vì vậy thông cảm cho hàng tồn, hàng ế và hàng khuyến mại, hàng clear. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi tìm một viên pin khác để kiểm tra cái độ nhạy của nó. Đây mình có một viên pin theo đồng hồ Victor, xem nó còn sống không đã. Đây được 9V các bạn nhé. Con đồng hồ này nó có sai số, vì vậy nó báo 9,4. Nhưng vấn đề đấy không có vấn đề gì đáng chúng ta phải lo. 99k không bằng một phát chuẩn dây hưng. Chúng ta liệu xem là có, nói thẳng với các bạn là đừng yêu cầu nó ra cái gì. Quản tù tì nó ra cái gì thì nó ra cái đấy thôi. 99k đòi hỏi làm gì nhiều. Nhưng chúng ta vẫn có thể mua để sử dụng, để đo chơi, đo bời, đo xem là cái trở kháng người yêu bao nhiêu. Vì trong quá trình đo trở kháng chúng ta biết được cái mức độ ghen và khả năng sinh nở hay là sinh đẻ nó ra như nào nhờ khả năng đo trở kháng. Đây hiện lên rồi nha các bạn nhé. Đây thang đo tít. Và bây giờ mình sẽ test từng thang một cho các bạn. Đầu tiên là thang đo điện áp. Đây là que đo nhé. Chúng ta không thể yêu cầu que đo được, vì các bạn biết là nhà Tùng bán có một số mã que đo lên đến 80.000. Thì đây cả một cái đồng hồ, cả dây đo thì chúng ta chẳng thể đòi hỏi là ngon và hịn được. Đú mả cha cho nó. Đây. Chất vãi. Que chưa dùng đã gãy nhá. Vì vậy là sẽ phải, có thể các bạn mua sẽ không sao, nhưng mình mua thì cái que nó ra như vậy. Và bây giờ mình sẽ test bằng que nhà mình. Chẳng qua là lúc shipper ship hàng đến chưa vái tứ phương thôi.
và ông ship là ông bước chân trái vào chứ ông không bước chân phải. Vì vậy là không có gì có thể trách đơn vị bán hàng, mà trách là ông ship bước sai chân buổi sáng và bước sai chân khi mình vào nhà mình. Đây nhá, chúng ta sẽ vặn về thang đo 20V để cho nó đạt cái tỷ lệ chính xác cao hơn, và chúng ta sẽ kích nguồn, chúng ta sẽ kiểm tra cái đây 1,8 này. Chỗ này là mọi lần Tùng sửa chữa là đo được 1,8, bây giờ nó lên 1,85. Vậy là cũng không có cái gì gọi là sai số quá lớn nhá. Tạm chấp nhận được với 99K. Tiếp theo chúng ta sẽ đo là điện áp một chiều. Điện áp một chiều. Một chiều điện áp là cái điện áp mà chúng ta lè lưỡi và liếm cả ngày nó không chết, nhưng chỉ chết tinh trùng đấy. What the hell? Viên pin này có điện áp là 1,5V, không bới mắc không soi nó nữa, chúng ta đo thử. Ồ, có sai số bà con ơi. Thường thường con này nó bị dâng lên một chút là 1,67V. Pin mới thì nó sẽ một số đồng hồ chuẩn có giá hơn triệu thì nó sẽ hiện cho bạn giá trị là 1,5V nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ đo đến vấn đề trở kháng. Trở kháng con này ngon phết đấy các bạn. Nó có cái thang diode tách biệt ra cái thang diode tách biệt cái thang đo tít này. 99K mà có điều thần kỳ này thì thực sự là vãi trưởng. Đầu tiên là chúng ta sẽ đo diode. Diode đầy diode này. Thầy dạy diode cho điện áp đi theo một chiều từ anode sang cathode. Vì vậy là chúng ta chỉ đo thấy nó hiện một chiều. Sách vở nó dạy như vậy. Lên rồi nhá. Đúng rồi nhá, thầy dạy đúng rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tìm một điện trở có giá trị nhỏ. Thực sự là đến bây giờ cái khả năng cộng giá trị điện trở của mình nó về không rồi. Ngày xưa có thể nhìn màu mà đoán, nhưng bây giờ thì thực sự là hơi khó. Kiếm con nào nhỏ nhỏ cho dễ đo, nó có sai số một chút. Kệ nó đi, chúng ta vặn thang đo lên thang 200K nhé. Để chúng ta đo một con điện trở có giá trị 243. Ở trong mạch nó có thể là không chuẩn xác cho lắm. À, các bạn nhìn này, nó vẫn hiện được 23,5K. Vậy là trong cái phạm vi sai số có thể chấp nhận được với một chiếc đồng hồ 99K. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn những đánh giá tổng quan. Trong quá trình mua một cái đồng hồ 99K, điều đầu tiên các bạn sẽ được hưởng đó là một cục pin chết. Điều thứ hai các bạn sẽ được hưởng đó là một bộ que đo đồng hồ không có đầu để đo. Đây các bạn nhìn thấy chưa, nguyên hình vạn trạng. Có như nào Tùng nói như vậy nhá. Và điều thứ ba các bạn được hưởng là một cái lợi ích tuyệt vời, không thể tuyệt vời hơn mà thế giới này mang đến với 99.000 một chiếc này. Có một chiếc duy nhất các bạn nhé. Gần No 2 thì các bạn bơi qua. Nguyên hình vạn trạng như này, dùng pin 9V, tiền pin 9.000, tiền que đo đo. Các bạn mua không có que đo nhá, nhưng mình sẽ khuyến mại cho các bạn cái que lởm bằng cái que này. Còn nếu các bạn muốn mua que xịn thì 80.000 que. Còn cái dây lởm như này mình sẽ khuyến mại cho các bạn, vì dây lởm như này nhà mình rất nhiều và không bán được, bán mua 5 tặng 1 rồi. Đó, rất tiện ích, nhỏ gọn, đầy đủ tính năng, giá rất rẻ. Nhưng có hai nhược điểm là pin chết và dây đẻo. Ok, cảm ơn các bạn. Mua hàng trên mạng giá rẻ nó là như vậy, không trách được ai. Trách hàng tồn, pin hết, và trách là ông bưu điện bước chân trái, vì vậy que nó gãy, thế thôi. Còn 99.000 thỏa mãn với nhu cầu sử dụng của chúng ta rồi. Cảm ơn các bạn.